Dạ mà xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lan rừng tối ngày 10 tháng 12 năm 2022 mọi người. Và thì hôm nay bên em về được một số cái hàng lan rừng nha mọi người. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự, thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Rồi hôm nay bên em tiếp tục về lan hoàng thảo đơn cam rừng con tâm nha mọi người. Tiếp theo là lan kiều giạc hay còn gọi là thủy tiên giạc, và một loại lan nữa đó là lan long tu ba màu nha mọi người. Thì mùa này thì các em đã xuống lá rồi thì chỉ chờ ra hoa thôi mọi người đấy. Rồi thì về có gì thì em bán đó nha mọi người. Thì mọi người xem tí em sẽ quay cụ thể từng cái hình, thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha. Rồi trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh núi rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 070 611 5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, thì ship này là ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Và thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng. Một đơn 30k mà nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Đấy. Rồi thì hôm nay bên em vẫn chưa có sản phẩm trà giấy rừng nha mọi người. Thì mọi người khi nào có gửi vào cho ba mẹ, gửi vào cho em thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người về dùng thử. Thì một sản phẩm hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, an thần các loại nha mọi người. Nó đặc biệt tốt cho cái hệ tiêu hóa, dạ dày, đại tràng trực tràng nha mọi người. Đấy, thì mọi người theo dõi kênh thì nhấn vào nút đăng ký và bấm vào chung bên cạnh này để nhận tất cả các clip trên kênh về các mặt hàng lan rừng, và các em có thể chia sẻ thêm cái sản phẩm chày dây rừng trên kênh nè. Mọi người có nhu cầu thì người chọn những người đấy. Rồi thì hôm nay em có cái phần đơn cam em đã chia ra từng hình rồi, thì 100.000 cho mọi người về sưu tầm đấy. Rồi đầu tiên thì đang đơn cam nha mọi người đây. Đây hoa của đơn cam đây nha mọi người đây, đơn cam hoa ở vùng rừng trung tâm rất là đỏ nha mọi người, đỏ rực rỡ luôn đấy. Thì đây là những cái sản phẩm mà cái cây em bán mùa trước đấy. Đó, hoa đỏ rực rỡ đó, rất là đẹp luôn nha mọi người. Đấy, thì nó nở dạng hoa dạng chùm và hoa rất là độc đáo nha mọi người. Đấy, rất đẹp. Nó vừa có lá vừa ra hoa luôn nha. Trên một cái mắt của nó rất là nhiều bông nha mọi người. Đấy, trông rất là đẹp luôn mọi người. Hoa vùng rừng con tâm, hoàng thảo đơn cam nha mọi người. Đấy, cây rất đẹp luôn. Rồi, đầu tiên là cái hàng nguyên bản số 1. 100.000 cho ba nguyên bản năm mầm nha mọi người. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó. Thì cây như thế này nó vẫn ra hoa có trái nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Nguyên bản này được 3 mầm luôn nha mọi người, 3 thân tơ này, 1 2 3. Rồi nguyên bản tiếp theo là một thân tơ này. Đó. Mùa này thì cây cũng đã đầy đủ dinh dưỡng rồi. Đấy, nó lên cái bọc lên tới đây rồi, nhưng mà còn khúc này nữa là nó rụng lá, có khi là nó còn hai cái lá thôi. Đấy, nó sẽ cho hoa. Đó. Rồi, nguyên bản đơn cam hình số 1 giá là 100.000 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo hình số 2 100.000 cho ba nguyên bản. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 nha mọi người. Đấy, ba nguyên bản này thì được 3 thân tơ luôn nha mọi người. Đấy. Rồi. Các cây mùa trước nó nhỏ này, nhưng mà mùa này thì nó khá là lớn này, đó. Nên mọi người có thể mua về trồng mà nó ấy nha mọi người. Rồi hình số 2 100.000. Rồi tiếp theo là đến hình số 3. 100.000 cho ba nguyên bản 6 mầm. Đây là nguyên bản đầu tiên này, nguyên bản này đến 4 mầm này. Đó. Rồi nguyên bản này một mầm này. Đó. Khá là dài. Rồi tiếp theo là nguyên bản lên này. Đó. Rồi hình số 3 100.000 cho ba nguyên bản. Rồi tiếp theo hình số 4 100.000 cho 5 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên này, một này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Rồi nguyên bản số 3 này. Đó. Còn nguyên bản số 4 này. Rồi nguyên bản số 5 này. Đó, 5 nguyên bản mà. 5 nguyên bản hoàng thảo đơn cam. Hình số 4 100.000. Rồi tiếp theo hình số 5 100.000 cho 5 nguyên bản luôn 6 mầm. Đây là nguyên bản đầu tiên này, còn có một mầm này, hai mầm này. Nguyên bản số 2 này. Nguyên bản số 3 này. Còn nguyên bản số 4 này. Còn nguyên bản số 5 này. Đó, mùa này thì cây nó đã thắt ngọn và xuống lá rồi nha mọi người. Đây, còn hai lá ngọn thôi. Số 5 100.000.
Rồi tiếp theo hình số 6, 100.000 cho 5 nguyên bản 7 mâm. Đây một nguyên bản này. Nguyên bản số 2 này, đây 2 mâm này. Rồi nguyên bản số 3 này, 2 mâm này. Rồi nguyên bản số 4 này, 1 mâm này. Rồi nguyên bản số 5 này. Đó, 5 nguyên bản. Hình số 6 100.000. Rồi tiếp theo hình số 7, 100.000 cho 10 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên này, 1 này, 2 2 mâm này. Rồi nguyên bản số 2 này. Rồi nguyên bản số 3 này. Nguyên bản số 4 này. Số 5 này. Đó. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này, đó thì nó nhỏ vẫn ra hoa bình thường nhưng mà hoa trái khá to luôn này. Đó. Rồi hình số 7 100.000. Rồi tiếp theo là đến hình số 8, 100.000 cho 12 nguyên bản nhỏ. 1 này. Rồi 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này, 12 này. Đó, rồi 12 nguyên bản hoàn thảo đơn cam nha mọi người, số 8. Rồi tiếp theo hình số 9, 100.000 cho 12 nguyên bản nhỏ. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 12 này và 5 cái dây nhỏ nữa nha mọi người. 1 2 này. 3 này, 4 này, 5 này. Đó. Rồi hình số 9 100.000 nha mọi người. Đó là lan hoàn thảo đơn cam. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em nó lan kiều dạt nha mọi người. Đấy, kiều dạt hoa có kiều dạt đây, hoa màu vàng rất là đẹp nha mọi người. Đây hoa dạng chùm và trên chùm nó có rất là nhiều bông. Đấy. Đó thì mọi người trồng ở vườn thì nó sẽ lên mầm và cây nhìn nó sẽ mướt mát. Đấy, hoa còn nó đây nha mọi người. Hoa màu vàng rất đẹp, nó ra hoa ở dưới lá nha mọi người. Đấy. Lá nó che chở cho hoa. Đấy. Rất là hay. Rồi. Hình số 10. Đấy, một cây nguyên dề nha mọi người. Đó, nguyên dề luôn. Đó thì nó có cả cây cẩm cù này nha mọi người. Đó. Cẩm cù bám vào trong dề luôn này. Đó. Đó, dề này thì một dề lớn nha mọi người. Dề lớn thì nó đây những cây nó to khỏe và nó ra hoa chùm hoa như thế này nha mọi người. Đó. Ra hoa và có trái như thế này. Đó. Nó gồm có một thân tơ này, hai thân tơ này. Ba thân tơ này. Bốn thân tơ này. Năm thân tơ này, đó. Về năm thân tơ nha mọi người. Đấy thì về thân lá thì nó cũng rất là đẹp nha mọi người. Đó. Thân nó màu xanh ngọc, lá cũng đều và đẹp nha mọi người. Đấy, đẹp luôn. Đó. Rồi, nguyên dề lớn thì những cái thân già này là cái nguồn dự trữ dinh dưỡng cho cái dề này nha mọi người. Thì khi nào cây con nó lên thì nó sẽ hút dinh dưỡng từ những cái nguồn dự trữ dinh dưỡng này. Đấy. Khi nào mà cây nó khô này kia thì nó mới hết dinh dưỡng, còn trong này là dinh dưỡng rất nhiều. Đó, những cây như thế này thì mầm gốc trong này đến lúc nó lên nó nhiều nha mọi người. Đây một cái mầm nhỏ như thế này này. Đó. Rồi, về kiều dệt hình số 10. Giá 300 nha mọi người, 300 cho cái dề kiều lớn đó nha mọi người. Gồm có 2 4 5 6 cái thân tơ nha mọi người. Đó. Hình 10 300. Rồi tiếp theo là đến hình số 11, 200 cho cây nguyên bản này. Đó, thì thằng này là một thằng nguyên bản nha mọi người. Nguyên bản. Đó, thế này không cần phải ghép nha mọi người, nó đã sống sẵn như thế này rồi. Đó. Thì nó gồm có 1 2 3 4 5 năm cái thân tơ nha mọi người. Đấy. Nguyên bản. Đấy. Rồi, cũng rất là ok nha mọi người. Này mọi người về chỉ bỏ cần bỏ chậu thôi. Đó. Rồi, hình 11 giá 200 nha mọi người cho cái nguyên bản này. Rồi, tiếp theo là đến hình số 12, 150 cho một dề của một nguyên bản. Ở đây một nguyên bản này, đấy gồm có 1 2 3 thân tơ nha mọi người. Đó. Và một cái nguyên dề, đấy gồm có 1 này, 2 này, 3 thân tơ nha mọi người. Đấy. Thì nguyên rất lớn và to nha mọi người. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, một nguyên bản một cộng một dề. Giá 150 cho kiều dẹp hình số 12 nha mọi người.
Rồi. Tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu để mọi người, đó là hình số 13, về này 120 nha mọi người. Cây nguyên về này. Đó, thì nó có cùng có 1 này, 2 này. Ba thằng tơ rất đẹp nha mọi người. Đó, cây đã đứng chậu rồi. Đấy, thấy đứng chậu rất đẹp nha mọi người. Đấy, mọi người về cố định thân lại thì nó sẽ ok thôi. Đó, thấy đứng chậu rất đẹp luôn. Đấy, hình số 13, 120 cho một về nha mọi người. Tiếp theo hình số 13, hình số 14 nha mọi người. Đây 120 cho một về này. Thì cái này cũng có 1 này, 2 này, 3 thân tơ này. Đó. Thì cây cũng thế đứng rất đẹp nha mọi người. Thì lá nó xếp như thế này. Đó. Rất đẹp rồi nha mọi người. Và có nhiều thân già, đấy, nguồn dự trữ dinh dưỡng cho các những cái thân cây con. Đấy. Rồi, đó cái về này ổn định nha mọi người. Hình 14, 120. Rồi, tiếp theo hình số 15, 100.000 cho 2 dê. Rồi đây là dê đầu tiên này, còn có 1 này, 2 này, 3, 4, 4 thân tơ nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo dê số 2 này, dê này cũng có 1, 2, 3, 4 thân tơ luôn nha mọi người. Rồi, 4 thân tơ kiều dạc, hình số 15, 100.000. Rồi phần cuối cùng của kiều dạc ngày hôm nay, 100.000 cho 5 dê nha mọi người. Đấy. Rồi đây là dê đầu tiên này, còn có, này, có 1 này, 2 này, 3 này. Ba thân tơ này, rồi về số 2 này, 1, 2 thân tơ này, về số 3 này, 1 thân tơ này, rồi về số 4 này, 1, 2 thân tơ, về số 5, 1, 2, 2 thân tơ, rồi kiểu dạc hình số 16, hình cuối cùng 100.000 năm về nha mọi người, đó là lan của kiều dạc, đó. Lan cho hồng rất là đẹp nha mọi người, kiều dạc. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có làn lông tô ba màu nha mọi người. Đấy, thì mặt hoa của nó đây, đấy, hoa của nó đây này. Đó. Thì nó nở dạng chùm như thế này và có ba màu nha mọi người, đấy, màu trắng tím và màu vàng, đấy. Rất đẹp nha mọi người. Đó. Đó, kiểu mọc của cái lông tô ba màu là như thế nha mọi người. Đó. Đây mặt hoa gần của nó đây nha mọi người, đấy, cây rất là đẹp nha mọi người, đấy. Đây mà thì em hôm nay có 4 cái phần lớn nha mọi người, đây mỗi phần giá là 150 này cho các cái cây lớn như thế này nha mọi người, đấy, đây là những cái thân đã xuống lá này, chỉ chờ ra hoa thôi nha mọi người, đấy, thì nó đã xuống lá và nó bọc cái lớp màu trắng này rồi này, đấy, vừa nó tới mùa hoa, thì rơi vào tầm tháng 3, tháng 4 dương, đấy, thì nó sẽ nở nha mọi người, đấy, đây là những cái nguyên bản lớn, đó. Thì cái nó ra hoa rất là sai này. Đó, trên cái này là những đốt hoa và có trái như thế này nha mọi người. Đó, nó ra hoa từ gốc lên ngọn luôn này. Đó, hoa ba màu rất đẹp nha mọi người. Đó. Rồi, bốn nguyên bản đầu tiên, đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó, cây này thì nó đã thắt ngọn hết rồi. Nó xuống lá rồi, chỉ chờ ra hoa thôi. Này của nó rơi vào tầm khoảng hơn gần 30 phân nha mọi người. Còn nguyên bản đầu tiên này. Đó, tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó. Đây cây này là cây thân hoa mùa tiếp theo đây, chuẩn bị nở hoa nha mọi người. Này mùa trước này. Đó, nguyên bản thì nó nở hoa thì nó lên cây mới. Đấy. Rồi tiếp theo nguyên bản số 3 này, đó, một cây khá là mập luôn nha mọi người. Mùa trước thì nó có chỉ ngắn tầm này thôi ra hoa, mùa này ra đến dài đến cỡ này luôn nha mọi người. Đấy, thì mọi người chăm tốt thì nó sẽ ấy thôi. Đó. Rồi. Nguyên bản số 3 rồi đến nguyên bản số 4 này. Đó. Và số 4 thì nó có 1 thân hoa này, 2 thân hoa này, rồi 3 thân hoa này, 4 thân hoa này. Đó. 4 5 cái thân hoa gì đó nha mọi người. Đó, thì nó hai mọc hai ba vị trí luôn nha mọi người. Đó. Rồi, hình nguyên bản lông tô ba màu đầu tiên nha mọi người, hình số 17. 150 cho 4 nguyên bản lớn. Đấy, hoa rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo hình 18 150 cho 4 nguyên bản lớn luôn. Ở đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó. Đây một cái mầm hoa rất là to nha mọi người. Đó. Đợt này rất đẹp nha mọi người. Đợt này lông tô ba màu này rất đẹp luôn. Đó. Thì mùa trước nó chỉ ngắn như thế này thôi, mà giờ nó gấp đôi luôn. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó thì mùa hoa nó này, cái mầm hoa của nó đây. Đấy, mùa trước thì nó ngắn như thế này, mùa này gấp đôi gấp ba luôn nha mọi người. Đó, rất là hay. Đấy.
Rồi tiếp theo nguyên bản số 3 này, đây một nguyên bản lớn nhé mọi người. Thì mầm hoa của nó đây nha mọi người. Thì thằng này lại mùa hoa trước đó dài này, mùa này là ngắn này. Đó. Rồi, tiếp theo mầm số 4 này. Đây mầm trước ngắn, mầm này dài. Đó, đã thắt ngọn hết rồi nha mọi người, chỉ chờ ra hoa thôi. Rồi bốn nguyên bản lớn nha mọi người. Đấy, 150. Rồi tiếp theo là đến hình 150 cho 8 dì lớn. Đấy. Rồi đây là dì đầu tiên này, này mọi người về phải ghép nha. Đấy, thì cái thằng hoa của nó đây, này mùa trước này, là hoa và có trái này, một này, rồi dì số 2 này, đó. Thằng hoa của nó đây, đó, rất đẹp nha mọi người. Rồi dì số 3 này, dì số 3 đây, thằng hoa nó đây này, đó. Rồi dì số 4 này, rồi thằng hoa nó đây. Rồi về số 5 này. Số 5 thằng hoa mùa này đây. Đó. Rồi về số 6 này thì được hai thằng hoa luôn. Đấy. Rất đẹp nha mọi người. Mùa trước thì nó ngắn như thế này. Mùa này được hai cái mầm rất là dài nha mọi người. Rồi, thay một về này nữa, về này cũng hai thằng hoa luôn nha mọi người. Đó, thì mùa trước nó rất là ngắn, mùa này rất là dài này. Đó. Rồi, 8 cái dì lớn 150 nha mọi người, hình 19. Rồi tiếp theo là đến hình số 20, 150 cho 8 nguyên bản. Đây một dì nữa nè. Rồi, 1 nè. Mới đầu tiên này, này thì nó bị ấy đâu, con gì nó ăn miếng này. Đó. Rồi 2 nè. Đấy, thằng hoa nó đây. Đó. Rồi 3 nè. Đấy, thằng hoa nó đây nè. 4 nè, thằng hoa đây. Rồi 5, cái này được hai thằng hoa lên nha mọi người. Đó. Đó. 6 nè, một thằng hoa nè. 7 nè, được hai thằng hoa nha mọi người. Đấy. Rồi 8, này được một thằng hoa. Đấy. Rồi 8 nguyên bản nha mọi người, nó có đều nhau, hình 20, 150. Rồi đánh hàng 100.000 nha mọi người, lòng tôi 3 màu. 106 nguyên bản này. Rồi đây nguyên bản đầu tiên này, 1 này. 2 này, thằng hoa này. 3 này, đó, thằng hoa. 4 này, thằng hoa đây. Rồi 5 này. Thằng hoa đây. 6 này. Đó, 6 nguyên bản. Đây thằng hoa này. Đây thằng hoa này này, đó. Rồi hình 21 100.000. Rồi hình 22 100.000 cho 6 nguyên bản luôn. 1 nè, thằng hoa nó đây nè. Rồi 2 nè, thằng hoa nó đây. Rồi 3, thằng hoa nó đây. 4 nè. Đó. Rồi 5 nè, thằng hoa nè. Rồi 6 nè, 1, 2 thằng hoa nè. Đây nè nè. Rồi 6 nguyên bản, lông tô 3 màu, hình số 22, 100.000. Rồi tiếp theo, hình 23, 100.000, 6 nguyên bản luôn. Rồi đây nguyên bản đầu tiên nè. Thằng hoa đây nè. Rồi tiếp theo nguyên bản số 2. Thằng hoa đây. Rồi nguyên bản số 3 này, 1 này, 2 này, đó, các thằng hoa nó nhiều này, đó. 3 nguyên bản này, 4 này, thằng hoa nó đây, rồi 5, thằng hoa nó đây, rồi 6 này, đó, thằng hoa nó đây nha mọi người, đó, là xuống lá hết rồi. Rồi hình 23, 100.000 cho 6 nguyên bản nha mọi người, đấy. Rồi tiếp theo hình 24, 100.000 cho 12 nguyên bản nhỏ nha mọi người, đó. 1 này. Một đó, có thằng hoa nè. Hai nè, thằng hoa nè. Ba nè, thằng hoa nè. Bốn nè, thằng hoa nè. Năm thằng hoa nè. Sáu nè, thằng hoa nè. Bảy nè, thằng hoa nè. Tám thằng hoa nè. Chín là thằng hoa nè. Mười thằng hoa nè. Mười một thằng hoa nè. Mười hai nè, đó, thằng hoa đó như mày. Rồi, hình là số 24, 100.000 cho 12 nguyên bản nhỏ nha mọi người. Đó là lan lông tô 3 màu. Đấy. Rồi, hình số 25. Hình số 25 của 100.000 cho 15 nguyên bản nhỏ. Đây 1 nè, đấy, thằng hoa nó đây. Rồi 2 nè, thằng hoa nó đây nè. 3 nè, thằng hoa nè. 4 nè. 4 nè, thằng hoa nè. Còn 5 nè, thằng hoa nè. 6 nè, thằng hoa nè. 7 nè,
thăng hoa này, thăng hoa luôn này, 8 này, một thăng hoa này, 9 này, một thăng hoa này, 10 này, một thăng hoa này, 11 này, một thăng hoa này, 12 này, một thăng hoa này, 13 này, một thăng hoa này, 14 này, đây các thăng hoa nhỏ này, 15 này, đó. Rồi, hàng 25 100.000 nha mọi người, 5 cái. Rồi cuối cùng hàng về 100.000, 20 về nha mọi người. Có các về như thế này. Đây, 1 này, đó. Có thăng hoa hết nha mọi người, 1 này. Rồi 2 về này, này thì nó bé này. Mùa trước thì nó lớn, mùa này nó bị bé này. Mà 3 này, đấy thăng hoa này nó bị gãy này. 4 này. Thăng hoa này, 5 này, thăng hoa này. Rồi 6 này, thăng hoa này. Rồi 7 này, thăng hoa này. 8 này, thăng hoa này này. 9 này, đó. 10 này, thăng hoa này. 11 này. Thăng hoa đây. 12 này. 13 này, đó, thăng hoa này. 14 này, thăng hoa này. 15, 16 này, đó, có thăng hoa chứ mày. 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, đó, có các thăng hoa hết. Đó, rồi 100.000, lông tô 3 màu, hình 26 nha mày. Cũng là hình cuối cùng ngày hôm nay nha mày. Rồi. Rồi thì mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-611-5694 nha mày. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin. Em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên nhà em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, thì ship là ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi, thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng. Rồi, một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh Quen Đông suốt thời gian vừa qua. Thì để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi, một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hái những nhành lan về cho mọi người sưu tầm. Em xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả mọi người một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây. Rồi chào tất cả mọi người nha. Dạ rồi.